Lionel Messi bước ra khỏi cái bóng của Diego Maradona khi dẫn dắt đội tuyển Argentina tới chiến thắng ở World Cup năm ngoái. Một bức tượng của anh sẽ đứng bên cạnh tượng của người tiền nhiệm Maradona và danh thủ Pele vĩ đại của Brazil tại Viện Bảo tàng của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Messi tay cầm chiếc cúp vô địch World Cup đứng bên cạnh bức tượng có kích thước thật trong buổi lễ ra mắt tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ ở Lucca, Paraguay đầu tuần này. Danh thủ 35 tuổi Messi đã nối gót huyền thoại quá cố Maradona khi dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup đầu tiên sau 36 năm chờ đợi tại cuộc tranh tài ở Qatar tháng 12 năm ngoái. Tôi chưa bao giờ mơ hay nghĩ về điều này. Ước mơ của tôi là được tận hưởng những gì tôi thích khi còn nhỏ, trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, làm những gì tôi luôn yêu thích trong cuộc sống này. Tôi đã có một chặng đường rất dài, nhiều quyết định và thất bại, nhưng tôi luôn nhìn về phía trước và muốn hướng tới một chiến thắng, vì một chiến thắng. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chiến đấu cho ước mơ, rằng mọi thứ đều có thể và tận hưởng trận đấu. Đó là điều đẹp đẽ nhất. Các cầu thủ Argentina và huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng đã nhận được những chiếc cúp nhỏ của World Cup và của Copa America, giải đấu mà họ chiến thắng vào năm 2021. Liên đoàn bóng đá Argentina đã đổi tên cơ sở đào tạo của đội tuyển quốc gia để đặt theo tên Messi 2 ngày sau khi anh ghi bàn thắng thứ 800 trong sự nghiệp thi đấu với chiến thắng 2-0 trước Panama. Messi đã ghi được 99 bàn thắng cho đất nước của mình và sắp trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên ghi được 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nếu anh ấy ghi bàn trong trận giao hữu hôm 28 tháng 3 với Curaçao.